cách lìa dục niệm có cặp vợ chồng trẻ đến thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp họ kể mình quy y phật rồi ăn chay dễ dàng rượu thuốc gì cũng đoạn trừ được hết chỉ duy nhất giới dâm kiên cử mấy lần đều thất bại nam cư sĩ kể mỗi khi trong lòng khởi dục anh thường niệm thầm nam mô quan thế âm bồ tát nhưng cuối cùng cũng bị niềm dâm đánh bại vì vậy anh rất khổ tâm xin hòa thượng chỉ dạy giúp cho sư phụ khai thị con tinh tấn tu hành thực đáng tán thán hoa sen sợ dị thánh khiết là vì đó xuất thân từ bùn mà bất nhiễm phật thích ca lìa vợ đẹp con ngoan xuất gia tu hành là thị hiện con đường tu thẳng tắc cho chúng ta người tại gia nếu có thể đoạn dục thì cũng đồng như xuất gia không khác sẽ thành bậc tu hành xuất thế mẫu mực niệm thánh hiệu bồ tát quan thế âm có thể trợ giúp đình chỉ tâm dâm nhưng không phải để dâm niệm khởi lên rồi mới lo cầu bồ tát cứu trợ mà bình thường phải luôn niệm nam mô quan thế âm bồ tát như vậy mới có thể ly dục quan trọng nhất là trước tiên phải minh lý. Hiểu rõ đạo lý rồi thì nhờ am tường Phật Pháp mà việc giữ giới dâm tự nhiên thành. Càng thực hành, càng thể ngộ đạo lý trong đó. Nên tính tâm càng vững vàng bình chắc. Đề nghị hai con nên xem và học thuộc bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong kinh lăng nghiêm sau đó lúc rảnh thì tụng thầm hoặc đọc nhỏ tiếng những khi tản bộ sớm tối cưỡi xe ngồi xe buýt ra ngoài bất kể làm gì đều có thể tận dụng thời gian hiện hữu để tu trì nên học thuộc thêm chú đại bi chú lăng nghiêm mỗi ngày tụng bốn điều răng minh bạch về tánh thanh tịnh ít nhất một biến nếu tụng càng nhiều thì càng tốt nhất là trước khi ngủ phải tụng một biến có thể lấy đây làm thời khóa tụng cho người sơ học có thể dùng bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh làm thời khóa tụng sớm tối cho người tại gia nếu có thể tụng thành tiếng không những bản thân mình được lợi mà các chúng sinh chung quanh, tức là mắt phàm không nhìn thấy, cũng đang quỳ nghe con tụng, thấy đều được lợi ích. Thế thì tự nhiên các con sẽ có công đức vô lượng. Nếu chuyên cần tu như thế, sau ba tháng, nhất định sẽ khiến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn dứt mà tính đoạn cũng không. Chẳng những bản thân đoạn được dâm mà cả trong ý nghĩ niệm dâm cũng không còn. Lúc này, quý vị sẽ sống rất thoải mái, ung dung, không ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn tả hết. Đây là thánh cảnh mà chỉ người đoạn được dâm rồi mới cảm nhận hết những an lạc, di diệu trong đó. Đạt đến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn sạch cả rồi thì dù không học thuộc tứ trọng thanh tịnh minh hối vẫn có thể hành trì cả đời nghĩa là bởi lời phật dạy đã ghi khắc trong tim lúc này mới phát hiện câu nói trên thế giới không gì khoái lạc hơn dâm dục là sai vì khoái cảm do dục mang đến chỉ trong chớp mắt nó không thực sự là khoái lạc bởi nếu phải tiếp diễn thì càng thêm mệt mỏi tinh lực cạn kiệt lúc này không còn là lạc nữa mà rất khổ chưa kể chính vì dâm hừng thịnh mà sản sinh nhiều tật bệnh xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa phu thê dẫn tới ly hôn thậm chí còn khiến đương sự tử vong yểu mạng người tại gia cần thiết chế thích hợp nhưng người tu hành nhất định phải đoạn dâm bởi dâm tâm không trừ trần khó thể xuất có người đoạn dâm được thời gian tình cờ xuất hiện chứng di tinh mộng tinh hiện tượng này là bình thường đừng thèm lý tới tự nhiên sẽ hết một khi đã đoạn trừ được dâm không những thể xác khang kiện mà còn thu nạp bảo tồn tinh hoa có thể kết tụ xá lợi kiên cố không gì sánh thời gian đoạn dục càng dài thì khi viên tịch hỏa thiêu xá lợi lưu càng nhiều xá lợi là thánh vật đồng chư phật bồ tát thế nhân thành tâm lễ bái sẽ được nhiều lợi ích cho nên người tu hành khéo đoạn trừ dâm sát đạo vọng tất sẽ thành tựu được tri giác vô thượng của bồ tát